cây giỏ như ý, cây tàn tròn do luôn nè cả nhà ơi. Ờ cây này đế đế nơm luôn. Dạ. Ừ. Này hồi em mua bo của nhân là giờ em đóng cho tới nay luôn nha cô chú chị, cũng được mấy tháng rồi nha. Dạ. 6-7 tháng gì đó. 6-7 tháng. Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến một vườn mới, đó là vườn của chị Duyên ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để em quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng mai vàng mình chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho chị Duyên clip ngày hôm nay nha. Dạ em chào chị. Dạ chào anh Trọng. Dạ. Cô chú anh chị mình ha. Dạ. Dạ thì hôm nay lần đầu em cũng đến với kênh, thì mong cô chú anh chị mình coi được thì ủng hộ giùm em nha. Dạ. Số điện thoại của em là 0365938100. Dạ. Chỉ vườn là Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Dạ. Thì bây giờ em sẽ vô cái mặt hàng đầu tiên để giao lưu với cả nhà mình. Dạ. Đây là giỏ Thủ Đức nha. Giỏ Thủ Đức. Dạ. Rồi. Cây này Tết năm nay cũng được hai mùa ha cô chú anh chị. Dạ. À, đang nằm chậu này là chậu C7 nè cả nhà. Dạ. Còn cái gốc bên đây em lấy em bỏ ngón tay út ra được không chị Duyên? Dạ được anh. Dạ. Còn chiều cao trung bình mình lấy nhiêu được chị? Chiều cao trung bình thì lấy tầm khoảng 40 đi, 40 lấy lên. 40 lấy lên, nút dạ. Nụ này cả nhà. Hàng này là hàng chơi Tết hết nha cả nhà, nút nụ nó đơm nè. À, tán ngang trung bình mình lấy nhiêu được chị Duyên? 30. Đế thì đế đa dạng ha chị Duyên ha. Dạ, đế lò xo rồi. Dạ. Bí có, lò xo có, dạ. Cũng có, dạ rồi, thân thì cũng có uống dán lông đắt lượng này cả nhà. Rồi mình giao lưu giá là bao nhiêu một cây như vậy hả chị? Dạ, cái này là em giao lưu của chú anh chị mình 50 ngàn. Có 50 ngàn một cây thôi? Dạ, 50 ngàn một cây. Dạ. Ôi, cái lò xo này cả nhà. Hai cây em gửi hàng ha. Hai cây gửi. Dạ, đơn 300 thì em bao ship. Hai cây gửi tiền ship khoảng chừng bao nhiêu được chị? Hai cây gửi tiền ship tầm khoảng 30 ngàn ha. Tầm khoảng 30 ngàn, vậy là 130 ngàn cả nhà được hai cây. Còn 5 cây thì nhà vườn mình bao ship hả chị? Dạ đúng rồi, 10 cây, đơn 300 ngàn là em bao ship. À đơn 300 ngàn, tức dạ. Là 6 cây này thì nhà vườn sẽ bao ship. Rồi mua 10 em tặng 1 luôn nha. 10 tặng 1 luôn. Cho em coi một vài gốc nữa chị Duyên. Dạ, để em coi em kiếm cái gốc bí mà để lộn xong. Dạ, thì cả nhà muốn mà mình chơi những cái cây mà nó sẫm sẫm đế thì cứ nói nhà vườn lựa hết cả nhà. Còn muốn muốn kiểu đế nào, nói chung là lò xo có, gọi gì nữa chị? Lò xo gì? Có, bí cũng có luôn. Đang kiếm cây bí nè. À, đúng rồi, cây bí nè cả nhà. Rồi, chị cầm giùm em ha. Đây cả nhà, cây này là cây bí nè ha. Rồi là 50 ngàn một cây thôi nha cả nhà. Hàng này là hàng mình chơi Tết nè. Dạ. À, nút nụ nè cả nhà. Em thấy nút nụ cũng nhiều lắm nha cả nhà. Rồi cho em gọi chị Duyên. Số lượng nhà vườn mình còn nhiều không chị? Dạ còn nhiều anh. Dạ. Khá vài ngàn luôn á. Dạ, nếu mà cả nhà có nhu cầu mình lấy sỉ thì cứ liên hệ chị giúp em, số điện thoại em để góc bên trái bên đây, số điện thoại của nhà vườn chị Duyên ở Chợ Lách Bến Tre có Zalo nha cả nhà. Rồi qua bên đây thì em cũng có là giỏ Thủ Đức luôn nha. Dạ. Giỏ Thủ Đức này là thì cũng là đế bí, đế lò xo này, hàng này Tết năm nay 2,5 mùa rồi nha cô chú chị. Dạ rồi. À, 2 mùa ha. À hơn được nửa năm cả nhà. Dạ. Rồi cái này thì cũng là chậu C7 luôn. Dạ. Dạ. Em cũng ép chậu á cô chú anh chị. Dạ. Chứ cái này là về cô chú anh chị mình có thể là qua chậu 2 được nha. Dạ, cái gốc bên đây em lấy chắc cũng bỏ tay út ra đi hả dạ, chị ha. Rồi. Bỏ tay út ra. Dạ. Tay lấy lên nha. Dạ, chiều cao trung bình mình lấy nhiêu được chị? Này chỉ cỡ 45 á. 45 hả chị? Dạ. Rồi. À, giá mình giao lưu bao nhiêu một cây vậy chị? Dạ cái này là 80 ngàn một cây anh ạ. 80 ngàn một cây như vậy cả nhà. Hàng này thì em như gốc này là liền cốt rồi nè cả nhà. Như vậy. À cái lô này chắc nó liền cốt cũng nhiều rồi hả chị, chị Duyên ha. Đây cả nhà, liền cốt rồi nè cả nhà. Rồi gốc như vậy là 80 ngàn một cây, cứ đơn hàng là 300 ngàn thì nhà vườn sẽ bao phí ship hả chị Duyên. Đơn cỡ 100 ngàn là em đi đơn nha. Dạ, hàng giờ. Hàng dài mùa thì cái chọt nó mập hen cả nhà. Dạ. Cành nhánh nó cũng cứng, cành nhánh nè. Thì đi thì em cũng lựa những cái cây mà đẹp mà với tàn đều hết, nút nụ rồi ok hết rồi mới gửi cho cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi đây. Cô chú anh chị mình ở bên đây em cũng có đế bí với đế lò xo luôn. Cô dạ. Chú anh chị mình muốn lấy bí thì cứ nói em, lấy lò xo thì cứ nói ha. Dạ. Em lấy cho mình. Dạ rồi, đây cả nhà. Đó nó sẫm sẫm lên nhìn đẹp ghê nè. À lò xo nó quái quái nè. Rồi, 80 ngàn một cây như vậy nha cả nhà. Dạ. Cái lô này mình còn nhiều không chị Duyên? Dạ em cũng còn nhiều nha anh ơi. Còn nhiều. Còn để ở ngoài vườn ở phía sau đó, vòng mình nói vòng. Dạ. Vậy là Thủ Đức nhà vườn mình làm nhiều hả chị Duyên? Dạ đúng rồi, Thủ Đức bên đây là nhiều á. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo ha, cái lô này là 80 ngàn một cây. Nó hơn bên kia được nửa mùa nha cả nhà. À, cái chọt thì nó bự hơn, em thấy cái chọt nó bự hơn, cái gốc thì cỡ nhưng mà cái chọt nó bự hơn, cái cành nhánh nó cũng cứng hơn. Rồi 80 ngàn một cây, hàng giỏ Thủ Đức nha. Rồi qua lên cái mặt hàng 120 ngàn nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này thì em có cũng là 4 giống nha cô chú. 4 giống. Dạ. Rồi. Cái này đầu tiên là cái này là giảo siêu nụ Bến Tre. Dạ, cái này là siêu nụ nè cả nhà. Dạ. Mình ghép được bao lâu rồi chị? Cái này là ghép cũng được Tết nay 3 mùa nha. Dạ. Thì cái hàng này là đang nằm chậu nè cả nhà. Dạ. Nhà vườn bó bầu gửi nha. Rồi nút nụ nè. Rồi nút nụ nè cả nhà. Siêu nụ Bến Tre nha cả nhà. Thông số chiều cao mình lấy được nhiêu được chị Duy? Dạ cao thì tầm khoảng 40-45 ăn lên. Rồi. Lấy rộng thì cũng cỡ 40-45 mình lấy lên hết. Dạ. Cái gốc bên đây em lấy chắc em lấy 5 ngón tay luôn á chị Duyên ha. Dạ. Dạ em lấy 5 ngón tay luôn. Rồi. Mình giao lưu giá là 120 ngàn một cây như vậy. Dạ đúng rồi. Dạ.
Rồi một cây nhà mình có gửi hàng được không dạ, chị? Dạ một cây là em gửi hàng, hai rồi. Cây là em bao ship. Cô chú anh chị nào lấy hai cây em lấy mình 230 thôi. À riêng cái này là hai cây là nhà vườn đã bao ship rồi dạ, nha cả nhà. Rồi. Dạ. À, còn một cây thì 120 cả nhà, phụ thêm 30 ngàn nữa là 150 là nhà vườn bao ship. Dạ. Dạ. Rồi đây là có cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu. Dạ. Là giá đồng giá luôn hay sao đồng chị? Đồng giá luôn. Đồng giá luôn. Đế thì đế bí nè, cả nhà, đế lò xo rồi đế củ nở cũng có hết chị. Nói chung là củ đế đa dạng nên trọng. Dạ, đế đa dạng hết đi. Dạ. Còn cúc Tân Châu nè cả nhà. Chiều cao thì mình cũng lấy tầm tung kích thước giống như siêu nụ luôn nha. Dạ. Rồi mình giao lưu đồng giá nha cả nhà, cả nhà lấy cây này cây kia lại nhau là hai cây như vậy thì nhà vườn sẽ bao phí ship anh chị ạ. Dạ đúng rồi, dạ. 2 cây là 230 thôi cả nhà. 2 cây là 230.000. Hàng này là có nụ kim nha cả nhà. Hàng này là hàng chưa tiếp, chưa Tết có nụ kim này cả nhà ơi. Để đem dập lá lên cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà, nụ kim nè. Dạ. Rồi, hai giống rồi hen. Tiếp theo mình tới giống thứ ba. Qua bên đây thì em có cúc Thọ Hương luôn nha. Thọ Hương. Cũng là củ đế đa dạng nha anh chồng. Dạ. Mấy cái này là già mùa hàng chưa Tết hết chị dạ, chị Duyên ha. Đây cả nhà. Nút nụ của cúc Thọ Hương nè. Dạ. Rồi mỗi cây thì cái thông số chiều cao nó khác nhau hả chị ha. Dạ thì nó cũng em lấy tầm tung là 40 chiều cao á, 40 mình lấy lên, 40 45 lấy lên ha. Dạ. Thì tán rộng cũng cỡ đó luôn. Rồi. Lấy tầm tung cỡ đó thì em sẽ giao cho cô chú anh chị mình cỡ đó luôn nha. Dạ, đây cả nhà, nút nụ nè ha, cúc Thọ Hương nha. Rồi mình được 3 giống mai rồi cả nhà. Rồi cái này thì em cũng có Thủ Đức luôn. À Thủ Đức, Đức nữa. Thủ hàng Đức là hàng chậu. Mùa luôn, hàng lớn nữa. Dạ, rồi đây. Đó, gốc này cũng là 120.000 một cây luôn cả nhà. Mình có được 4 giống mai ha, Thọ Hương nè, Thủ Đức nè, cúc Tân Châu nè với lại giỏ siêu nụ Bến Tre ha cả nhà. Hàng 120.000 một cây. Rồi nút nụ nè. Rồi hàng này là nãy chị nói được mấy mùa? Dạ cái đó là 3 mùa. 3 mùa luôn rồi. Dạ. Rồi. À, mấy cái giống này là mình có nhiều không chị? Dạ, cúc có Tân nhiều Châu anh, tại vì em để ngoài vườn á. Dạ. Chặt quá rồi đem vô đây quay cho cô chú anh chị mình chứ ra ngoài chặt nước luôn á. Dạ, lấy vài cây mẫu vô cho cả nhà mình tham khảo thôi ha. Rồi cái này là kế tiếp là em có cái hàng cúc cam nha, hàng dạ. Cũng 3 mùa nhưng mà cúc cam thì giá nó hơi cứng hơn kia chút xíu nha cô chú anh chị. Cái này là cúc cam hay là cúc kem chị? Cúc cam. Cúc cam cả nhà. Mặt hoa cam cà gót á. Dạ, bông nó màu cam nha cả nhà. Dạ. Rồi, hàng gốc nhất luôn. Cũng là hai mấy như là Thọ Hương vậy đó. Dạ. Rồi cái bông nó màu cam nha cả nhà. À. Hàng này thì mình giao lưu giá là bao nhiêu một cây dạ, vậy chị? 250 một cây bao ship. 250 một cây gửi hàng bao ship luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, hàng bỏ bầu gửi hết nha cả nhà. Dạ. Gốc bên đây em bỏ tay út ra, lô bên đây thì gốc bự rồi. Dạ. Rồi. Chiều cao thì lấy tầm tung này chắc cũng cỡ 40 mình lấy lên đó cô chú. 40 lấy lên. Nè, cao thì nó tới gần 50 nữa ha anh. Dạ. Nhưng mà em lấy từ 40 em lấy lên thôi. Dạ rồi. Ngang thì cũng 40 lấy qua luôn nha. Dạ. Một cây vậy là 250 nha cả nhà, gửi hàng và bao phí ship cho cả nhà luôn. Cả nhà mình cứ liên hệ chị Duyên qua Zalo giùm em thì mình gọi mình lựa cây trực tiếp qua Zalo cho dễ hết cả nhà. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em ha. Dạ, tại vì cái mặt hàng này nó cũng lâu lớn anh trọng. Dạ. Đó, nên là 3 mùa thì nuôi nó được bay lớn vậy thôi hả? À, rồi, rồi tiếp theo mình tới. Đây là kết cúc Thọ Hương luôn nha. Rồi Thọ Hương, hồi cái gốc này bự ghê cả nhà. Thọ Hương này là 3 mùa hơn gần 4 mùa rồi. Thọ Hương nó bự chảng luôn nè cả nhà. Phơm tàn là phơm tàn tự nhiên nha cô chú anh chị. Dạ. Hàng này à, ủa hàng này là chậu mấy chị? Chậu này dạ, là chậu. Dạ, này à, em nuôi lại chậu cũ thì đa số có chậu 2 tấc 2, 2 dạ. Tấc rưỡi có nha cô chú anh chị. Dạ. Thọ Hương. Những cái mặt hàng này wow. Là em đi là em sẽ bó bầu hết luôn. Thọ Hương nè cả nhà ơi. Nút nụ, nút nụ có để em quay mấy này kìa. Đây cả nhà, nụ kim nó lên nè cả nhà. Ha, nụ kim nó lên. Cái gốc bên đây là em lấy tay cái luôn hả chị Duyên? Dạ đúng rồi. Rồi lô Thọ Hương này thì gốc bự, cây nó cũng bự hơn, già mùa hơn luôn. Rồi có củ đế hết trơn luôn, củ đế nở đa dạng nha. Để em quay một vài cây mẫu. Rồi cái tán của nó nè cả nhà. Đó. Quá chừng cái tàn ngang luôn ha. Còn cái gốc em quay cái gốc cái cây. Đây cả nhà ơi, gốc ha, em lấy con tay cái luôn nha cả nhà. Liền cốt luôn cả nhà. Rồi mình giao lưu nhiêu một cây vậy chị Duyên? Dạ cái này là 280.000 một cây. Một cây em gửi hàng bao ship. À. Cô chú anh chị nào mà lấy hai cây em lấy mình 500. Hai cây thì bớt à bớt được 60.000 luôn dạ, hả? Đúng rồi. Ồ, hai cây thì bớt được 60.000 luôn cả nhà. Một cặp là 500.000 bao phí ship, một cây cũng gửi hàng bao ship luôn. Rồi, em coi gốc nữa đi chị Duyên ơi. Đây. Nói chung là gốc nào lúc nãy cũng đều gan hả anh chồng? Cái lô Thọ Hương này đẹp quá cả nhà ơi. Hen, cái gốc bự hen. Dạ. Dạ. Gốc nó cũng đều gan về tàn thì nó cũng em lấy tàn là 50 ăn lên nha. Dạ, tàn là 50 ăn lên luôn. Tán rộng cũng cỡ 45 50 á. Dạ. 260.000 một cây. 280.000 một cây bao ship. Dạ. Một cặp là 500.000 một cặp bao ship. Ừ. Rồi. Nói kích thước vậy chứ có chiều cao đồ này nè nó có hơn nha cô chú anh chị. Dạ. Như cây này là cao cỡ 60 luôn nè. Dạ. Tán ngang cây này chứ cỡ 50 hơn luôn á. À. Tại lấy là lấy dạng là tầm trung tự hao cho cô chú anh chị mình. Dạ rồi, cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Cái lô Thọ Hương này đẹp lắm cả nhà. Hàng gốc bự với lại nó cũng liền cốt dạ, hết trơn rồi ha. Dạ cái này em cũng còn số lượng nha cô chú. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha.
Dạ, kế tiếp là em có 3 loại giống nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này là có cúc đọt xanh. Cúc đọt xanh. Dạ, cúc đọt xanh Quảng Nam. Hàng này là hàng gốc nhớt, hàng lớn không nè cả nhà. Dạ đúng rồi, cái này là em ghép Tết năm nay cũng gần 5 mùa rồi nha cô chú. Trời ơi, liền cốt. Cái gốc bên đây cũng em ngón tay tròn, tay cái của em. Nói chung là ngón tay tròn, ngón tay cái đi anh chị Duyên ha. Dạ. Dạ. Tại vì cái này hồi đó ghép bằng bút bi á anh Trọng. Dạ. Ghép cũng 4 năm mùa trước rồi lấy đa số mình... Mình ghép bút nhỏ không á. Mình ghép từ cây bút bi mà nay nó bay lớn vậy á cả nhà. Ừ. Cây thì có củ đế nở đa dạng nha. Dạ. Cây thì có nút nụ hết cho mình luôn. Có nút nụ hết luôn. Rồi, cái này là cúc cúc đọt xanh Quảng Nam hả chị? Dạ đúng rồi, cúc đọt xanh Quảng Nam. Rồi giá mình giao lưu nhiêu cây vậy chị? Cái này là em giao lưu cô chú anh chị mình là 350 một cây. 350 một cây. Một cây gửi hàng bao ship. Dạ rồi. Cô chú anh chị nào mà lấy hai cây thì em để mình là 650. 650. Cái này chiều cao là tới 58, 59 lần nè, em lấy từ 55 nha. Dạ. Tán rộng cũng em lấy 50 hơn nha. Dạ rồi. Rồi gốc vậy là 350 bao ship luôn. Dạ. Dạ. Nói chung là cả nhà mua nhiều thì giá lúc nào cũng tốt hơn. Cả nhà thấy mua một cặp thôi là giá đã tốt hơn rồi hả cả nhà. Rồi bên đây thì có cúc Tân Châu hay cúc 36 á. Rồi, cúc Tân Châu cả nhà. Dạ, cũng chung một lô luôn cùng nha. Cùng một lô luôn, gốc tay cái của em luôn nè cả nhà. Dạ. Em lấy con tay trỏ tay cái em trừ hao ra dùng đây nhà vườn luôn cho dễ. Nói chung là nó có nụ hết trơn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi hàng này thì già mùa chơi Tết hết trơn rồi cả nhà. Đây nụ ở dưới đây nữa nè, nụ từ dưới lên múc tới ngọn ở trên luôn. Dạ, cái form tàn này thì em không có chỉnh sửa, chỉ có vô cái dây là dựng cái ngọn lên một chút xíu thôi nha. Dạ. À, đa số là tớ tự nhiên là nhiều nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cái rồi. Này thì cao thì cũng giống như kia luôn đi, em lấy tầm khoảng 55-60. À. Cái ngọn cũng cỡ 50 hơn nha. Dạ. Rồi giá mình giao lưu nhiêu dạ, chị? Dạ cũng là 350 luôn. Rồi, cả một nhà. Một cây là đã bao ship rồi nha cô chú anh chị. Một cây gửi hàng bao ship luôn. Cái này cả nhà mình gọi mình lựa cây thoải mái nha cả nhà. Dạ. À, là giỏ Phú Tân nha. Cái này là cây Phú Tân nè. Dạ. Cả nhà mình cứ ghép đơn, mình cứ lấy cây này cây kia lại nhau vẫn được hả cả nhà. Dạ được. Dạ. À, cái này là Phú Tân nè, mình giao lưu cũng đồng giá luôn ha chị dạ, Duyên ha. Đồng giá luôn. Rồi cái tán của nó nè cả nhà. Cái tán đâu? Tròn do luôn ha. Cái này thì cũng có nụ hết rồi nha anh Trọng. Dạ. Hàng già mùa nó có nụ hết rồi nè. Dạ. Đó, rồi. Đây cả nhà. Là giỏ Phú Tân này làm như cái nụ nó thấy nhỏ ha anh Trọng. Dạ. Ừ, so với mấy cái kia thì nó nhỏ hơn, nhưng mà hình như mình xuống lá bắt đầu nụ nó lên liền hả chị Duyên ha. Đúng rồi. À, khi mình xuống Phú lá Tân này cả nhà. Nụ nhiều nha. Dạ. Đa phần thì nhà vườn đã dựng đọt, còn cái nào mà nói chung ít lắm mình mới có vô dây mình kéo tàn hả chị Duyên. Dạ. Cái gốc bên đây cũng cỡ luôn cả nhà. Em lấy ngón tay trỏ ngón tay cái hết nha, có đế hết á. Có đế hết nha cô chú. Rồi, đồng giá là 350 một cây gửi hàng bao ship luôn. Dạ. Dạ. Dạ, em hôm nay là lên mã số giỏ siêu bông mình lợi, em lấy mã 1 A nha cô chú anh chị. Mã số 1A cả nhà, một cây bình lợi ghép gốc vườn nè cả nhà ơi. Cho em xin thông số cây này luôn đi chị Duyên. Dạ. Ơi. Hàng này là cũng là hàng chơi Tết luôn. Em đứng xa xa là em thấy nụ rồi cả nhà. Quanh gốc này 13 hơn, em lấy 13 nha. Dạ. Cái củ này là 33 lấy 30. Rồi. Hàng này cũng bó bầu gửi nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Cao là 72 lấy 70. Dạ. Tán rộng 72 lấy 70 luôn. Rồi em trừ hao ra hết cả nhà. Rồi nút nụ cái vàng nút nữa. Rồi, tróc lóc luôn. Bó hồ hơn chậu hết nha cô chú anh chị. Dạ, hàng này thì đã kéo tàn cho cả nhà sẵn rồi nha. Dạ. À, gốc này mình giao lưu giá là nhiêu rồi chị? Dạ, cây này em giao lưu cả nhà mình 500 em bao ship nha. Một cây như vậy là 500 ngàn bao ship nha cả nhà. Dạ. Siêu bông mình lại mặt bông bự chảng nha nè cả nhà. Dạ, hút nụ cho mình chơi luôn nha. Tại dạ. Nụ dữ lắm luôn nha. Rồi, nhiều nụ lắm cả nhà ơi. Một nụ vậy nó ra được mấy cái bông luôn nha cả nhà, chứ không phải một bông nó nở chùm nha cả nhà nha. Cái này là em đi em bó bầu ha, em dạ. Không có gửi chậu nha cô chú anh chị. Rồi, mã 1A nha cả nhà, 500 ngàn bao ship. Mã số 2A cũng là giảo siêu bông mình lại luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, siêu bông mình lại. Cây này bông là 2A, hoành là 13 nha. Hoành là 13. Cây có củ luôn là 23 lấy 20 luôn. Dạ. Chiều cao 94 lấy 90. Rồi, trừ hao nhiều rồi. Tán rộng là 68 lấy 65 nha. Dạ. Rồi, nút nụ trong lâu. Hết hồn. Cây nào cũng có thần chậu bó bầu hết nha cô chú. Dạ. Với lại bao nụ nha cả nhà nhận hàng là có nụ hết nha, yên tâm đi cả nhà ơi. Hàng này là hàng già mùa với lại bình loại nó cũng bao lớn nữa cả nhà. Gốc này là mình giao lưu giá nhiêu vậy? Dạ cây này em giao lưu cả nhà mình là 550 em bao ship cho mã 2A nha. Rồi, để em quay một vòng cho cả nhà mình xem chậu này là chậu 3 hả chị? Dạ chậu 3 tất lọt lòng á. Dạ chậu 3 tất lọt lòng. Đây cả nhà mình tham khảo một vòng mã số 2A nha cả nhà. Cây này thì là 550.000 bao ship luôn. Rồi mã 3A cũng là siêu bông mình lợi luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này bán rẻ cho cả nhà mình luôn nè. Rồi hoành mình đo được là hoành gốc em đo ở đây quá anh Trọng ơi. Dạ. Ở không đo được nè. Dạ. Đây em đo được 12, ở dưới đây thì nó bự hơn nha. Dạ rồi. Nhà vườn mình trừ hao thoải mái lắm cả nhà ơi. Chiều cao. Cao là 88 lấy 85. Rồi. Tán rộng là 78 lấy 75 luôn. Rồi. Rồi để em quay nút nụ cả nhà mình coi. Coi nụ Tết chơi thấy cả nhà.
sắp Tết rồi, sắp Tết rồi, cả nhà mình sắm cây hay cặp gì mình về mình để bàn mình chưng Tết, hoặc là mình biếu gia đình dòng họ bạn bè cũng được hết cả nhà. Cái này tại em không có thời gian vô chậu đẹp á anh Trọng, chứ dạ. Chậu đẹp mình nhìn ngon lắm luôn á. Rồi gốc này mình giao lưu nhiêu chị Duyên? Rồi cái này em giao lưu cả nhà mình 550 bao ship luôn. 550 ngàn bao ship cho mã số 3A nha cả nhà. Cái phong tàn chào má bự luôn vui kính chị. Rồi. Mấy cây này mình ghép cũng khá nhiều chột anh chị Duyên ha. Dạ đúng rồi, em ghép cũng cả chục chột luôn. À, để em quay, hồi nãy giờ em chưa quay cái chột. Cái chột cái nha, cái chột này có chừng cây bút bi cả nhà. Hey, chột bự, chột bự là cái chừng cây bút bi nha. Rồi gốc này là 550 ngàn mã số 3A nha cả nhà, siêu bông bình lợi. Rồi mã số 4A của chú anh chị cũng là bình lợi luôn nha. Dạ. Cái này thì em ghép cũng nay cũng cả năm rồi nha cô chú anh chị, tháng dạ. 9 năm rồi cả nhà. Tháng 9 năm rồi, à, nay đúng một mùa luôn. Dạ. Hoành gốc này là 15 luôn. Hoành là 15. Rồi ở dưới này khỏi đâu. Thôi vậy đi. Nó chiều cao. Cao là 95 lấy 90 luôn. Dạ. Tán rộng 91 lấy 90 luôn. Rồi, cho anh xin một vòng luôn. Rồi cây này đẹp nha cô chú anh chị, cây này dạ. Bán giá rẻ luôn. Cây này nhiêu đây? Dạ 550 luôn bao ship. 550 ngàn bao ship luôn. Rồi đây cả nhà ơi, nút nụ nè cả nhà. Tại vì cái này vô dây rồi, mấy chỗ nào em quay được nụ em quay cho cả nhà mình coi ha. Đó, vô dây thì mình ngửa lên mình mới thấy rõ được nút nụ hết cả nhà. Cái này nó có một cái bút xanh mà nó lên là nụ mà nó lên bút xanh này. Ừ. Dạ. 5-6 cái gì á. Rồi. 3-4 lớp bông nha cả nhà, siêu bông mình lại cả nhà. Bông 4 ngón tay, bông 8 tấc luôn cả nhà. 8 phân luôn nha cả nhà, chứ không phải 8 tấc nha. Rồi gốc này nhiêu chị Duyên? Dạ 550 anh. 550 ngàn cả nhà ơi, mã dạ. Này mã số 4 hả chị? Dạ đúng rồi, mã số 4 rẻ lắm nha cô chú chị. Cái dạ. 550 là ghê ghê luôn. Rồi, bó bầu gửi nha cả nhà. Dạ. Dạ. Rồi 5A luôn, cũng là siêu bông mình lại nha cô chú anh chị. Dạ. Hôm nay lên nguyên một series mình lại luôn. Rồi, nguyên một lô mình lại luôn. Góc vườn không nha cả nhà. Dạ, ở dưới đây là 17 rồi, để em đo tên để nó mắc cái cục. 15 dạ. Nha cô chú anh chị. Rồi, hoành là 15. Chiều cao. Cao là 86 lấy 80. Dạ. Tán rộng là 88 lấy 80 luôn. Thôi trừ hao dữ. Nói chung là trừ hao cho cô chú anh chị mình về, có khi nào mà cô chú anh chị mình đo lại á. Dạ. Thấy nó rộng hơn thì cô chú anh chị mình thích hơn nha. Dạ. À, bự hơn cả nhà cũng nhận dùm em hen cả nhà. Cái cây này thoát thân như chi gì? Cây này thoát thân cũng cao ha. Này nó lên tới lên đây là 30 mấy lận. 30 mấy luôn. Rồi góc này nhiêu chị Duyên ơi? Rồi 550 luôn anh Trọng. 550 ngàn. Hôm nay mình giao lưu giá rất là mềm luôn cả nhà. Cây cái tàn chà bá luôn. Tết là nó nở bích cái bông, bích cái cây luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Nở bông bích cái cây luôn. Cô chú chị mình về thay cho em cái chậu đẹp đi là lên là cái cây ngon lắm nha. Tại dạ. Vì bên vườn thì số lượng nhiều nên hổ thay chậu đẹp được nha cô chú chị. Dạ rồi. Mã số 6A cũng là bình lợi luôn. Dạ. 6A bình lợi luôn. Dạ. Thân nó cũng có lắc lắc nhẹ nhẹ hết cả nhà. Hoành thân. Dạ. Ở đây 14 nha. À. Đa phần là chỗ 3 không mà cả nhà, chỗ 3 lọt lòng không? 82 là chiều cao lấy 80. Rồi. 76 là tán ngang lấy 70 luôn. Rồi, nhà vườn không thích số lẻ cả nhà ơi. Nhà vườn là 70 80 à. À gốc này mình giao lưu giá là nhiêu vậy chị? Dạ cái này em giao lưu cả nhà mình 500 thôi. 500 ngàn, bao phí ship luôn. Nói chung mặt hàng này nó mạnh như lắm nha cả nhà. Rồi. Nó là hơn chậu hết luôn á. Rồi cái đế này cả nhà. Cái đế đó, cái bộ đế này ha. Còn cái cây nè. Rồi gốc này là mã số 6A nha cả nhà. Dạ. Một cây siêu bông mình lợi luôn nha. Rồi cái tiếp mã 7A nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cây này cũng là siêu bông mình lợi luôn nha. Cây này thì đang nằm ở chỗ bự hơn nha cả nhà. Dạ, cây này là hoành gốc là 16 hơn lấy 16 hoành nha. Hoành là 16. Cây này chậu 3 tấc rưỡi. Chậu 3 tấc rưỡi. Rồi. Chiều cao. Cao 79 lấy 75. Dạ. Tán rộng là 78 lấy 75 luôn. Dạ rồi. Đây cả nhà. Khổ phải bàn nha. À. Rồi. Còn nghe cái cách mà mình chăm sóc mai đây tới Tết làm sao thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn dùm em ha, chia sẻ kỹ hơn cho cả nhà mình về mình có cây mình chơi Tết ha cả nhà. Dạ, nếu như cô chú anh chị mình không biết cách thì cứ alo em sẽ biết nào em sẽ chỉ đó ha. Dạ, rồi gốc này mình giao lưu với giá là 550 bao ship. 550 ngàn bao phí ship. Cây này thì đang nằm chậu bự hơn nha cả nhà. Rồi. Ghé ghề cho cô chú anh chị mình chuẩn bị chơi Tết luôn nha. Dạ. Rồi mã 7A nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi mã 8 là cây giỗ hoàng kim nha. 8A nha cô chú anh chị. Rồi, cái giống mới nhất bây giờ ha cả nhà, giỗ hoàng kim. Về cho cô chú vậy mình sưu tầm thôi nha. Dạ. Em đo cái cục cổ trên đây là 12 và lấy 11 đi. Rồi. Về mình lại từ rừng ra giùm em hết nha. Dưới đây là 16. Hoành là 16 nè, lấy 15. Chiều cao. Cao là 46. Hàng này nghiêng về lấy bo nha cả nhà. Dạ. Tán rộng 32 lấy 30 luôn. Rồi. Nếu được hai mắt bo thì về cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống thôi nha cả nhà. Dạ. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình là 350 em bao ship nha. 350 ngàn cả nhà ơi. Cô chú anh chị mình ơi. Tại vì cái giống mới á, dạ. Giá nó còn hơi cứng ha. Dạ. Đó, nên là giá vậy nha cô chú anh chị. Dạ. Ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ rồi, đây cả nhà mình tham khảo cái này ghép được hai chột nha cả nhà. À, số 9 là cây giảo như ý thành phẩm chơi Tết nha cô chú. Rồi, cây giảo như ý cái tàn tròn vo luôn nè cả nhà ơi. Dạ. Cây này đế nơm luôn. Đế nơm.
không? Dạ. Bó dài nha cô chú chị. Cái này là hồi em mua bo của anh Nhân là giờ em đóng vô tới nay luôn nha cô chú chị, cũng được mấy tháng rồi nha. Dạ. 6-7 tháng gì cả nhà. 6-7 tháng. Rồi hoành gốc đây là 16 hơn lấy 16. Hoành là 16. Cái củ này là 27 hơn lấy 27 luôn. Dạ rồi. Cái này là tổng đế là 47 hơn lấy 45. Nhà vườn sẽ gửi luôn cái chậu này luôn nha cả nhà. Đúng rồi. Chậu nuôi thì mới không gửi. 68 lấy 65. Rồi. Tán rộng là 72 lấy 70. Dạ. Rồi đây cả nhà ơi, gốc này mình ghép được 3 chục, 4 chục. Anh chị. Cái này được 4 chục bo anh. 4 chục ghép luôn. Dạ. Rồi cho em xin một vòng luôn chị Duyên. Gốc này nhiêu chị? Dạ, cái này là 1 triệu 2 em bao ship tận nơi của chú anh chị mình. Dạ, gửi luôn cái chậu luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, gửi luôn cái chậu luôn nha cả nhà. 1 triệu 2 cho một cây dẫu như ý nha cả nhà. Wow, đẹp ghê cả nhà. Ha, tròn giò luôn ha. Gửi luôn cái chậu, chậu này là chậu xi măng nha cả nhà. Nhà vườn đã sơn cho cả nhà luôn rồi, mình để vậy mình chơi Tết thôi ha. Cây này là để nơm nè nha. Rồi mã số 10 cũng là như ý nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 10 cây như ý. Thì cũng ghép chung với một lô như ý hồi nãy nha. Dạ. Nên cũng 6-7 tháng này nha cô chú anh chị. Cái này dạ. Cũng được 4 mắt bo ghép. Cây này cái đế cũng đẹp nè cả nhà. Đó. Mình gốc này 16, 17. Hôm lấy 16 đi. Dạ lấy 16. Hàng này cũng gửi luôn cái chậu cho cả nhà luôn. Rồi ngay chỗ này là 29 nè. Dạ 29. Cây này mình ghép được 4 chậu luôn nha cả nhà. Rồi tổng cái này là 44 lấy 40 nha. Rồi. Chiều cao là 67 lấy 65. Dạ. Tán rộng là 81 lấy 80 luôn. Dạ rồi. Giao hết cho cô chú anh chị mình. Dạ. Rồi, cây này em giao lưu cả nhà mình cũng là 1 triệu 2 thôi. Em 1 triệu 2 bao ship luôn. Dạ. Dạ, gửi luôn cái chậu luôn nha cả nhà. Tặng chậu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ, hàng này là hàng chơi Tết nha cả nhà. Đây, có mấy chỗ này em quay được cái nụ cho cả nhà mình coi nè. Ở đây cũng có nụ nè anh Trọng. Dạ. Tại bây giờ nó cũng lên nụ như vậy nè. Dạ. Như vậy nè hết ha. Lên kim kim hết trơn rồi cả nhà. Rồi gốc này cũng là 1 triệu 2 bao phí ship luôn nha cả nhà ơi. Một cây dẫu như ý nha. Mã số 10 nha cô chú anh chị. Dạ, rất là đẹp luôn cả nhà. Tròn vo hết trơn nè cả nhà. Đây cả nhà mình coi thêm một vòng nữa nha. Đó, cả nhà mình xem clip có chỗ nào chưa chi tiết thì cứ liên hệ chị quay kỹ hơn giùm em á chị Duyên ha. Dạ. Dạ. 11 cũng là dẫu như ý nha cô chú anh chị, 11A giùm em nha. Dạ rồi. Mã số 11A. Cây này thì ghép cũng nói chung là cũng 4 mắt bo chột chột bo cả nhà. Dạ. Đó. À, gốc này đế cũng xỏm lên luôn nha cả nhà. Dạ, đế chân nôm luôn mà. Nôm xỏm nha. Cái dạ. Này hoành gốc nó to hơn của chú anh chị 17 hơn nha. Hoành là 17 hơn luôn. Lấy 17 hơn. Dạ. Cái cục này là 28 nè. 28. Cái tổng cái này là 65. Dạ rồi. 60 luôn. Rồi cái bộ đế này cả nhà. Mã này là mã số 11A nha cả nhà. Dạ. Cao là 72 lấy 70. Dạ. Ba cây như ý này đẹp quá cả nhà. Tán rộng là 69 lấy 65 luôn. Dạ rồi. Cái này mình ghép 4 chọc luôn. Dạ, chỉnh tàng thành phẩm cho cô chú anh chị mình chơi Tết nha. Đi dạ. Thì em sẽ gửi luôn chậu y xì vậy nha cô chú anh chị. Dạ. Với lại là nhiều khi em đi á, em bỏ vô cái thùng hay gì là em sẽ cất tàng lên. Thì về cô chú anh chị mình cứ bẻ ra bình thường không có sao hết nha. Dạ. Rồi gốc này mình giao lưu với giá là 1.2 luôn. 1.2 luôn. Chị. Dạ đồng giá luôn, 3 cây như ý là đồng giá 1.2 hết nha. Nếu mà cô chú anh chị nào lấy 3 cây là em sẽ bớt được chút đỉnh nữa nha. À. 3 cây thì nhà vườn bớt thêm nữa cả nhà. Dạ rồi, đây cả nhà mình tham khảo hàng mã 11A nha cả nhà, cái bộ đế của nó nè. Đó, cả nhà nhận hàng cứ kiểm tra hàng giùm em ha. Rồi mã 12 là một cây thủ đức hàng 10 mùa nha cô chú anh chị. Cây này cũng là cuối clip luôn nha. Hàng mới có 10 mùa hả chị? Hàng gốc nhớt cả nhà, để em quay cái gốc cả nhà mình coi. Dạ, cô chú anh chị mình biết không, tại vì cái cây như vậy là cái gốc dép như vậy nè, chỉ có 2 mùa thôi. Dạ. Đó mà cái cây 10 mùa là được như vậy nha cô chú anh chị. Wow. Cả nhà mình về mình nuôi đất thì nó mau hơn nha cả nhà. Dạ. Còn cái gốc nè cả nhà ơi, trụ cái gốc. Nó y như một cục vàng cô chú anh chị ơi, nó vàng thật luôn nè. Nó liền hết trơn rồi cả nhà ơi. Dạ đúng rồi, nó là một khối nè anh Đồng. Cái dạ. Này em ớt qua là không có xi nhê gì. Đúng rồi. Rồi cho em xin thông số cây này luôn đi chị ơi. Nó liền hết trơn rồi cả nhà. Hàng máy ghép mã liền cốt nhìn đã ghê cả nhà. Ngay chỗ này là 15. À, hoành. Dạ ngay chỗ cái cổ đó là 15 cả nhà. Còn nguyên cái cũ. À. Cục này tới 32 lấy 30 luôn nha cô chú anh chị. Trời trừ heo dữ chị. Cại trừ heo thì cho cô chú anh chị mình về mình xem mình tham khảo ha. Dạ. Đó, cây thì có củ đế lực hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Wow. Còn nguyên một khối mì tôm nó nằm dưới đây luôn nha. Dạ. Còn đế dưới nữa nha cả nhà. Cao 114. 114. 110. Từ heo hết cho cô chú anh chị mình luôn. Cái rộng là 99 nha, lấy 95 luôn. Nhà vườn mình phóng khoáng ghê, cái nhà trừ heo ghê luôn á. Gốc này thì giao lưu như đây chị ơi. Dạ, cây này em giao lưu cả nhà mình là 4 triệu, em bao ship đi luôn chậu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ rồi. Cây này là thủ đức hàng 10 mùa, thì cô chú anh chị mình nhìn nè. Dạ. Nụ thì lên tới đọt luôn nha cô chú anh chị. Dạ, nó lên tới múc ở trên đây luôn nè cả nhà. Đó, nó lên tới múc trên đây luôn nè. Phơm tàn tự nhiên em rút nhọn tàn thông ha. Dạ. Tự nhiên là ở trên đây thì có 1-2 cái nhánh là em đã chỉnh kéo ở trên thôi, còn dưới là tự nhiên hết nha. Dạ.
Rồi chỗ nào đều rồi thì mình khỏi cần phải chỉnh sửa gì nhiều hết cả nha, để cho nó mạnh cái cây ha. À, gốc này mình giao lưu giá là 4 triệu bao phí ship luôn. Dạ. Dạ. Bao phí ship tặng chậu cho cô chú anh chị mình. Gửi luôn cái chậu luôn cả nha. Nếu thông số. Nếu mà cô chú anh chị mình mà ở cái khu vực Vũng Tàu đổ lại miền Nam mình á. Dạ. Thì em sẽ ghép xe cho cô chú anh chị mình ha, còn mấy thì em để đi kiện gỗ nha. Dạ rồi. Cái đế mình coi lại thêm cái đế nữa nha cả nhà. Cành nhánh thì không không quan trọng lắm, quan trọng nhất là cái đế cả nhà, nó liền cố hết trơn nè. Đã ghê đã không? Cái tay em để vô cả nhà mình dễ hình dung. Bự trãn luôn, chậu cũng bự luôn nha cả nhà. Ờ góc này là mà dạo Thủ Đức mà số 12A, mình cho luôn là 4 triệu bao phí ship luôn nha cả nhà nha. Dạ. Thì mã này cũng cuối clip ha, mong cô chú anh chị mình xem clip coi được nào ủng hộ dùng vườn mai nhà em nha. Dạ. Em cảm ơn cả nhà nha. Dạ, em cảm ơn cả nhà đã xem hết clip ngày hôm nay nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.